tiểu ta tỉnh rồi, tiểu ta không có chết, tiểu ta tỉnh rồi, tiểu ta tỉnh rồi. gì nga? Nè Bây giờ có lua tới khu nhà quan đó nghe chưa hoàng hồn lắm đó Mình không còn nơi nào để đi Cậu mong sao Đêm nay dì Nga không bỏ đi đâu Dì Nga ơi Dì, Nhìn... dì Nga Dì Nga Dì Nga ơi dì nghe ơi là con nè dì đừng có sợ con là cô nương nè con là cô nương nè dì đừng có sợ nha ờ à, à, không sợ không sợ cô nương dì à. nghe Dì à, làm con sợ muốn chết luôn dì vô đây ngủ đi vô đây ngủ nha đưa đây cất cho nằm đi ha <laughs> đá bụng không ăn đi ngon lắm á à. <laughs> ăn đi ngon lắm á ăn đi ngon lắm ăn đi ngon lắm ăn đi ăn ăn ngon ăn nữa đi hạnh con nói sao con chính là con gái của bà lãnh hả à? phải tôi chính là con gái của bà lãnh và người đàn ông xấu số hai mình hạnh con có biết là Ba đã tìm con bấy lâu nay không ông tìm tôi để làm gì có phải ông muốn diệt cỏ tận gốc không à, anh à con nói cái gì vậy tại sao bác lại giết con chứ vì tôi là con gái của hai mình người đàn ông xấu xố mà ông đã đem lòng đố kỵ và hãm hại phải chết thảm trong những quả quản năm xưa à, anh à giờ tao biết rõ về tôi rồi chứ gì hôm nay tôi chưa thể tìm ra sự thật Để buộc tội không cũng như không thể lấy lại bí quyết lụi châu xa của mẹ tôi. Nhưng ông hãy nhớ, suốt đời tôi không bỏ qua mối thận này đâu. gì Nga, gọi ở lại đây với dì được không? Hỏi bà Quả chưa? Nhà này là nhà của bà Quả đó. <laughs> Lạ thật Mình đã hỏi hết bến đò Từ hôm qua tới giờ đâu có ai thấy cổ vào bển đâu Vậy thì cổ đi đâu ta Ủa? Anh hai hả? Ừ! Út đi chợ hả? <laughs> dạ! chèn ơi! Mới sáng tình mơ mà gặp anh á! Chắc Út hên cả ngày luôn quá! Nè! Út cho anh hỏi một cái! Dạ! Chuyện gì anh hai hỏi đi! Anh hai làm Út hồi hộp quá! Tối hôm qua tới giờ Út có gặp chị Hạnh không? Thôi đi! Nhắc tới bà đó là thấy ghét hả? À? Người gì đâu mà hứa lèo Bữa hôm qua hẹn đi coi hát với người ta Tự nhiên tới giờ cái dở quẻ Nó không đi được đau bụng Làm út đi với dì Tư Hường Chán muốn chết luôn hả Và à, tối hôm qua tới giờ út có gặp chị Hạnh không Không Ủa Ủa Mà có chuyện gì vậy Hả Ờ đâu có Anh tưởng là út có gặp chị Hạnh Thôi anh à đi nha gì kỳ vậy ta? Chỉ còn chỗ của chị Nga thôi Anh ơi! Hả? À? Anh ơi! À? Hả? Anh ơi anh! Chị à. Nga ơi! Á? À? Chị Nga ơi chị Nga! Hả? À. 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 À, Vì, à, à, dì, à, nó, nó. nhớ là đừng nói con ở Hành đây nha Chị Nga ơi à, à, à. Trốn hả? Trốn hả? Trốn hả? À, trốn à, ừ, ừ, hả? Hạnh ơi Trốn đi, trốn đi Trốn, đi trốn, đi trốn Chị Nga ơi Hạnh ơi Hạnh Chị Nga Cúc hà Trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi Dì Nga, đừng à. có giỡn nữa, con hỏi gì cái này cái à. Chị à. có thấy hạnh đâu không? Trốn đi, trốn đi mà Trốn đi, trốn đi, trốn đi Dì Nga Dì Nga, chị có thấy hạnh đâu không? Cút à. Giật mình này, hết hồn rồi Dì Nga lúc tỉnh lúc mơ như vậy Chắc là không thấy cổ tới đây đâu Thôi, con về nha dì Nga Ê, 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 đừng đi, đừng đi Xì Mê, Xì Mê Chị thua đi, tao chỉ cho <laughs> thôi con thua đó à, thua rồi Trốn trong này nè vô đi vô chơi thôi, đi trốn trong này nè thì uh, cứ chơi mình đi khi nào rảnh con qua chơi nha con à, về trước đây à, 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 à. nè xi mê xi ừ. chạy ra đi chạy ra đi si mê về rồi ra đây ra đây ra đây chí mê về rồi có vẻ như không phải hắn tìm mình để hỏi cho ra chuyện Chắc cậu đã về Sài Gòn rồi Nhưng tại sao lại đến nông nổi này Không lẽ chỉ vì chuyện Hạnh nói dối về thân phận Mà ba mình lại nổi giận tới mức này sao Hay là còn một lý do nào khác Hay là Vì Hạnh quá quan tâm đến tơ xa Nhưng mà Ba mình đâu phải là người hẹp hòi Và muốn giấu nghề đâu Có những bí mật Mà chỉ khi tự mình khám phá ra Thì mới có thể cởi bỏ được khối đá trong lòng nhưng mà là bí mật gì Phải gặp ba để hỏi cho rõ mới được Đã như vậy Thì mình không thể nào ở lại chỗ gì nghe được nữa Nhưng còn mối thù của cha mẹ Mình chắc chắn không được bỏ cuộc Nếu mối thù hận như hòn đá này con ném xuống dòng sông Thì nó cũng không thể biến mất Chỉ là tạm thời không nhìn thấy Nhưng mình biết Nó vẫn còn tồn tại Tôi không biết là Cô có điều gì chất chứa trong lòng Nhưng cứ nhìn thấy cô bận thần mà không thể nói ra nếu cô không đủ tin tưởng tôi là một người bạn thì cô có thể nói với chiếc đèn trời này tôi cố tình làm nó hy vọng là nó sẽ giúp cô được vui vẻ hơn thật lòng tôi không hề muốn dối gạt tình cảm của anh nhưng mối thù với ba anh thì không thể nào tha thứ được xin lỗi anh Má Sáu Má Sáu Má nghe chuyện gì chưa Cái gì Cái tật của con Má Sáu dặn hoài mà con không bỏ Chị Hạnh á Bị chú ba đuổi ra khỏi nhà rồi Không cho học nghề nữa Mà có thiệt vậy không Con mà nói tầm bậy tầm bạ Nghe ba chớp ờ, ba nhán Là mít ờ, lòng người ta đó Không có đâu Chuyện này con nói thiệt mà Chuyện này chính tay con nghe anh Quân nói Mà tại sao lại đủ cô Hạnh? Thì nhiều khi á bà Hạnh trộm đồ rồi bị ông ba phát hiện rồi ông ba đuổi khỏi nhà. Mà sao con biết? Ừ, thì thì con nghi nghi vậy á. Chứ má sao không nhớ hả? Đợt trước nhà ông ba bị mất lụa rồi nghi ngờ y xèo luôn sao? Thôi, chuyện nhà của người ta mình không có biết rõ ràng thì đừng có đón già đón non mít lòng. Trời đất ơi, chuyện á nó rõ ràng như vậy á con á là chỉ suy luận ra thôi có gì đâu mà mất lòng ai thôi thôi được rồi bay đem đồ ra sau nấu cơm đi để ông sáu ông về chưa có cơm ông rầy bây giờ đó dạ bởi vậy ta nói nghe tới tên ông sáu á là coi như bản tin kết thúc luôn không có còn gì để nói nữa hết <laughs> ờ à, nè 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 dạ chuyện cô hạnh bị đuổi ra khỏi nhà ông ba hải con đừng có nói cho ông Sáu biết nghe Nghe không ừ. Dâu dâu gì vậy ừ. Con lầm ừ. Bà ăn chuyện gì vậy ừ. ừ, Dạ Ờ thì Thì đâu có gì đâu Tôi kêu nó vô Nó nấu cơm ừ, Chứ không ông về không có Ông rầy nó Bà nghe Càng ngày càng bắt trước nhỏ này à Léo lư hả? Mà khỏi chối nữa Tôi nghe hết rồi Bà làm giống gì mà bà bảo vệ cho bà hãy vậy vậy? Hả? Sợ ông mang tiếng xấu hả? Phải không? Sợ phải Ê, không? Thì... Đúng không? Tôi có nói gì đâu Sợ cái tài của con út lụm này nè Ăn nói bọp chợp Mắt con mít lòng người ta Còn mày Dạ Nói hành sao Nói tao nghe coi Dạ Ủa, cô đi đâu à? Chờ hoài sốt ruột quá. Tôi ra quán nằm thới. Hỏi thử coi tối hôm qua con Hạnh nó có ghé bển không? Ờ, à, cũng phải à. À, nè. Nãy giờ ông đứng đây á. Ông có thấy ông ba Hải với thằng hai nó về đây không? Có thấy ai đâu. Mấy cái hộp chân ngày nó sắp nở. Tầm thì nó chuẩn bị ra đệm. Mà cái kiểu này tiệt gầu cái gì đâu á. khổ ghê vậy. Thôi nè ông ở đây ông coi nhà nghe tôi à chạy u qua bển cái tôi về liền yeah. à Năm thới năm thới dạ. qua tao hỏi này một chút coi hồi tối hôm qua tới giờ bay có thấy con hạnh nó ghé đây để mà nó tìm nhà trọ không vậy dạ không ủa cô hạnh không đi học nghề ở chỗ chú bà hải hay gì ừ không có ủa đi đâu ta ờ này nè nếu mà bay có gặp con hạnh ở đâu á thì báo dạ, cho dạ, tôi dạ. biết liền nghe tôi cảm ơn nghe Như vậy là ông ta muốn lùn sụp và không để ai chối chấp mình. Sao tự nhiên chú lại cho người làm như vậy? Chỉ là tôi muốn trả ơn Tại mấy lần cô giúp mình qua nhà tôi trả ơn mà tôi cứ tưởng như bị bắt cóc ừ, thôi à cô uống miếng trà đi rồi bình tĩnh lại rồi nói chuyện nếu mà tôi không cho người làm vậy á không chừng giờ á cô gặp rắc rối ngoài xã rồi tôi gặp rắc rối chuyện gì ờ à, chuyện bên xưởng bà Hải á, tôi biết hết rồi. Nhưng mà là chuyện gì? Tôi á, không quen biết cô nhiều, nhưng á, mấy lần cô giúp mình qua nhà tôi á, nên tôi biết cô là người tốt. Ha? Còn chuyện ông Hải rêu rao khắp sớm á, ai tin thì tin. Còn tôi á, tôi chỉ nghĩ như vậy. Ông Hải á, muốn giấu nghề, không muốn dạy nghề cho cô, nên mới bày ra mấy cái trò này ông hải nói chuyện gì? À, thôi, à, tôi không tin mấy chuyện vậy. Không lẽ cô đàng hoàng vậy, lại là kẻ đi trộm đạo sao? Đúng không? Ông hải đã đổ lỗi cho tôi ăn cắp lụa của ổng chứ gì? Bởi vậy, <laughs> tôi không ngờ con người ông ta lại đê tiện đến như vậy. Chuyện gì cũng dám làm vậy mà từ đêm qua tới giờ tôi cứ nghĩ ông ta còn chút lương tâm nên mới tha cho tôi không ngờ ông lại nham hiểm hơn tôi nghĩ nữa không ra ta giết người như năm xưa mà lại dùng cách này mà cô mới nói ai giết người đến nước này thì tôi không giấu giếm ông nữa tôi chính là con bà lãnh và ông mình người mà năm xưa bị ông hải hãm hại Bà làm gì đổ tháo ra vậy? Ờ tôi... Tôi định châm thêm nước vô bình. Ai mướn? Ừ. Làm chuyện gì đâu không à? Xuống, xuống dưới lọt cầm nước đi. Ừ. Tôi cũng đang nấu nướng ở dưới. Rồi xuống dưới nấu đi. Ừ. Bà lần thử đó chứ vậy? Hả? Phải Tôi chính là con gái của bà lãnh Và người đàn ông xấu số hai mình Hạnh à, Cô có biết là Bà đã tìm con bấy lâu nay không Ông tìm tôi để làm gì Có phải ông muốn Việc cỏ tận gốc không Hạnh à, à Cô nói cái gì vậy Tại sao bác lại giết con chứ Vì tôi là con gái của hai mình Người đàn ông xấu số mà ông đã đem lòng đố kỵ Và hãm hại phải chết thảm trong những quả quản năm xưa Giờ thằng biết rõ về tôi rồi chứ gì Hôm nay tôi chưa thể tìm ra sự thật để buộc tội ông Cũng như không thể lấy lại bí quyết lụi châu xa của mẹ tôi nhưng ông hãy nhớ, suốt đời tôi không bỏ qua cái thần này đâu. tôi đã tìm thấy đứa con thật lạc của bà rồi nhưng tại sao oan khiên lại chồng chất thêm ai đã gieo vào đầu nó mối thù không có thật này chứ bà có linh thiêng thì đưa đường chỉ lối cho tôi giải được mối quan khiên trong lòng con nhỏ để nó có thể sống thanh thản và nối tiếp nghề lụa của bà ba ờ à. Về rồi hả? Dạ. Con về từ sớm mà không có gặp ba. Ừ. Sao về sớm vậy? Dạ, công việc trên Sài Gòn cũng ổn. Cho nên con về luôn trong đêm. Chú mình nói sẽ thanh toán hết số tiền còn lại của hợp đồng qua tài khoản của con. Đơn hàng mới á, thì cũng đã ký rồi. chắc có lẽ là ba giận vì mình biết thân phận của hạnh mà cố tình nói gạt để che giấu cho cô ba còn chuyện của hạnh thôi chuyện này dài dòng lắm khi nào thích hợp ba sẽ nói cho con biết ba ba nói như vậy là có ý gì không lẽ còn nhiều chuyện mà mình chưa biết hay sao hay là ba cũng giống như hạnh cũng có nhiều bí mật cần phải che giấu chuyện đã vậy á nếu cô muốn trả thù cho cha mẹ để biết bí quyết và tơ xa thì tôi khuyên cô tốt nhất á cô nên ở lại đây được Dù sao thì tôi cũng chưa biết đi đâu Tôi biết Giữa chú và ông Hải còn có một mối thù Những ngày vừa qua Tôi đã học hỏi được một số kinh nghiệm làm lũ của ông Hải Nếu như chú muốn giết chết xưởng lụa của ông Thì tôi nghĩ tôi không khiến cho chú thất vọng đâu Được Nếu vậy thì cô cứ yên chí ở lại đây Ông Hải á Dù có hung án đến đâu Cũng không dám làm lộ liễu Hơn nữa cô là con gái của bà Lạnh tôi cũng phải có nhiệm vụ quan tâm cô giúp đỡ cô vậy tôi cảm ơn chú nhiều thôi được rồi à, để tôi sắp xếp chỗ cho cô nếu ngày mai á cô muốn bắt tay vô việc á thì tôi dắt cô qua xưởng dệt luôn má ăn qua đâu rồi tôi biết ông muốn gì nhưng dù sao thì tôi với ông cũng có chung một kẻ thù Chuyện bay hỏi tao Tao cũng không biết nói sao Nhưng thiệt tình là từ trước tới giờ Tuy là tao với ba bay sống chết có nhau Thì cái chuyện trước đây Nếu mà ông không nói Ông nậu tao cũng không dám hỏi nữa Vậy không lẽ Không có lúc nào ba con buồn Uống rượu rồi say rồi kể cho chú nghe hả? Ê, buồn thì có. Uống rượu cũng có. Nhưng mà toàn là tao xỉn trước ổng không hà. Thì làm sao mà tao nhớ nổi hay là tao biết ổng có tâm sự gì không? Từ nhỏ tới lớn lúc nào con muốn hỏi tới chuyện của má con thì ba con luôn tìm cách thói thác. Nhiều lúc con thấy ba con cứ trầm ngâm suy nghĩ. Con biết là Ba con vẫn chất chứa nhiều chuyện trong lòng Ê, ai lại không thấy vậy Nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó giờ Chuyện mà ổng không muốn nói ra Thì bây giờ mà có cại găng ổng cũng không nói ra nữa Nhiều lúc con có cảm giác như là Ba con còn giấu con chuyện gì đó Nhất là về chuyện của má con Mặc gì ông dâu cái chuyện đó Ông ở vậy ông thờ má bay mấy chục năm nay Còn gì giấu nữa Con không biết Nhưng mà con có linh tính là Ba con còn chuyện gì đó giấu con ừ. Tao còn nhớ nghe không Khi lần đầu tiên mà tao biết ba bay á Là ông về dùng thất sơn á Ông tìm mua trái mạt nưa để mà nhôm lụa, còn tao á thì à, tao sống bằng nghề đi gần, kiếm chai mặt nưa đem về bán cho mấy sưởng lụa ở Tân Châu. Lúc đó à, <cười> tao <cười> còn nhớ, lúc đó ông Cổng theo bay đó, bay lúc đó chừng sáu bảy tuổi gì đó hà, tao thay tội nghiệp nên mới hỏi thăm, thì biết là ma bay mất sớm, ông một thân à, gà chống nuôi con về dùng tân châu này nè để gầy dựng xưởng lụa ờ à, à, nhớ không lúc đó bay còn bị rắn cắn ở thất sơn nữa đó à. chuyện có bị rắn cắn à. con vẫn còn nhớ à. lúc đó con nhớ hoài hình ảnh của chú đen đúa tháo cái khăn rằn ra cột vết thương cho con à. rồi cổng con chạy vòng vòng như bay tới chỗ thầy thuốc nam rồi lấy nọc trắng ra ờ à. ờ à. hay sao cái lần đó ba bay mới biết ơn tao mới kêu tao về xưởng lụa phụ hụ hợ cho ổng vậy đó rồi anh em kết thân sống chết với nhau cho tới giờ Và ba con cũng ngộ à cố chấp gì mà chuyện từ hồi xưa hồi xưa tới giờ cứ khư khư giữa trong lòng không à con lậm coi sắp xếp chỗ cho chị hạnh nghỉ ơ à, lụm, Giờ chút nhớ chỉ chỗ cho chị hạnh tắm giặt ơ à, lụm, lậm 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 hoài à bực bội à tự nhiên á cái rước người về cho tôi hầu hả à. <laughs> út nè vậy ừ uhm, chị định mượn cái thao rửa mặt nhà này không có ai tiểu thơ đài cát mà rửa mặt bằng thao hết á toàn là ra sông khoát nước lên mặt rửa không à ừ, không sao à, có cần chị phụ gì không để chị phụ cho chị lên á mà uống trà với ông sáu đi chàng rạng đây chút tôi bị chửi á Mình có nên gọi cho Ngọc Hà một lần nữa hay không Như vậy thì cũng ngại Biết đâu Hạnh không muốn cho Ngọc Hà biết thì sao Nếu như cậu đã về trên đó Thì chắc chắn là Ngọc Hà đã nhắn cho mình Cô không gọi Chứng tỏ là cô không muốn gọi Thật ra thì Giữa mình và cổ Cũng chẳng có gì để cổ phải gọi cho mình Huống hồ gì Cổ và ba mình lại còn xảy ra chuyện bất đồng như vậy nữa Ăn xôi không Sao lại dứa ngon lắm đó Con no rồi Tiểu thư ăn đi <cười> <cười> Ngon lắm đó <laughs> Được rồi để con ăn <laughs> ăn xong rồi má ru con ngủ nha <laughs> âu á, nước ròng nước chảy tràn đồng tơ duyên sẵn có sao chỉ hồng chứa xe âu ơ <laughs> nhớ cô nương hả con cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa không hiểu sao lần đầu tiên gặp cổ con thấy có gì đó rất là đặc biệt con cũng không biết tiểu thơ có hiểu những gì câu nói hay không nhưng thực sự con thấy hạnh rất là đáng thương con biết là cổ có rất nhiều nỗi niềm chôn giấu ở trong lòng con thực sự muốn chia sẻ nhưng rất tiếc là con không thể khiến cho cổ đủ tin tưởng Dù lúc con cũng không biết phụ nữ nghĩ gì ở trong lòng nữa giá như mà con có má chắc chắn má con sẽ nói cho con biết phụ nữ đang nghĩ gì mày nhớ má mày hả con cũng không biết gương mặt má con ra sao nữa thì không biết có phải gọi là nhớ không Đẹp không? tao may cho con tao mặc đó Đẹp lắm Tao cũng nhớ con tao lắm Nhưng mà không biết nó có nhớ tao không? Nhớ Mai mốt con gì sẽ về thăm gì? Dì. dì nhớ cứ kỹ cáo này nha mai mốt cho con gì mà nhá thiệt hả thiệt cô nương cũng nói y chang vậy đó gì nó hạnh hả gì hạnh có tới gì không cô nương trốn trong kẹt á Vì nghe? Vì nghe gì nga gì nga gì nó thiệt không hạnh đang ở chỗ của gì hả gì nga cất đi mai mốt con mặc Âu ơ Nước rong nước chảy tràn đồng Tơ duyên sẵn có Sao chỉ hồng chưa xe Âu ơ Âu ơ Hạnh ơi Hạnh đi Hạnh Hạnh ơi Hạnh ơi Hạnh Hạnh ơi Cô ra đây đi Vì Nga đã nói cho tôi biết là cô vẫn còn ở đây Cô đừng tránh mặt tôi nữa Tôi không biết là giữa ba tôi và cô đã xảy ra chuyện gì Nhưng tôi nghĩ là dù là chuyện gì á Thì giờ có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được mà Có những chuyện anh không thể nào ngờ được đâu Tôi biết anh đối xử tốt với tôi Nhưng tôi xin lỗi anh Hạnh ơi Hạnh Hạnh ơi hạnh cô có nghe tôi nói gì không không phải cô từng nói là nghề lũ là tấm quyết cả đời của mẹ cô sao vậy tại sao cô lại bỏ cuộc anh ơi cô ra đây đi tôi không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc đâu vậy nha dì nga ơi dì nga đâu đâu ông chủ ông chủ đâu giết người dì nga à... dì nga dì nga ơi dì nga Dì Nga ơi, dì Nga. Dì Nga. Dì Nga. Dì Nga ơi, dì đừng chết dì Nga. Dì Nga ơi, dì tỉnh lại đi dì Nga. Dì Nga ơi, dì Nga. Dì tỉnh lại đi dì Nga. Dì Nga ơi. Mm cảm động quá à. tạm thiết thua. <laughs> thì ra chính là ông ông là quân giết người mày nói đúng chính tao đã giết con mẹ điên này nè <laughs> ông ông đúng là đồ cầm thú à nghe cả một người đi như gì Nga mà ông cũng không tha sao? <laughs> Tại con mẹ này nó xui thôi, để ra nó nên bị đuôi hoặc là bị cầm, không nói được chuyện của người khác thì tốt hơn đó. <laughs> Ý của ông là gì nga? Chính là người biết toàn bộ sự thật về tội ác của ông với gia đình của tôi, <laughs> Và chính ông đã làm cho gì Nga trở nên phát đi, tôi ừ. gì không còn nhớ gì hết. Nhìn ngoài mặt ông vẫn tỏ ra là một người hiền từ nhân đức, dạ. ông ông thật là ghế tởm, <laughs> <laughs> mày thông minh lắm, thì được tiếc cái số mày ngắn quá giống thằng cha với con mẹ mày ông ông dám cái gì mày hỏi tao dám hay không hả <laughs> mày không thấy tao dám rồi sao hả bất kể ai dám đọc tới tao đều trả giá như vậy mày hiểu chưa mày hiểu chưa và bây giờ bây giờ là tới lượt mày 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 đứng lại cứu tôi dậy mày đứng lại cứu tôi dậy Tao sẽ giết mày cứu tôi dậy cứu tôi dậy à, trời đất ơi. trời đất ơi gì làm gì mà la lối âm sầm vậy ai mà ngủ vô được chị xin lỗi không có gì đâu, em ngủ tiếp đi. Thiệt tình. Đang ngủ ngon mà. Bực mình hả? Không biết gì nghe có sao không? Nhưng làm sao giờ này ra chỗ gì được? Chắc chỉ là giấc mơ thôi mai mình sẽ ra về nga sớm Ừ. Từ từ thôi chú Tới rồi nè ừ. Thôi tôi đi nghe yeah. Dạ ủa chú bảy hả à. chú bảy đi hái lá dâu hả ờ à, ừ. tao hòa hai mơ lá dâu non cho tầm nó chuẩn bị ga đệm con tưởng chị tư hường đã đi từ sớm rồi chứ <laughs> bả đào lưng bà nói tao đi giùm vậy uh, chú chờ con chút con vô chú thay đồ rồi đi với chú thôi thôi khỏi tầm nó mới ra đệm ăn cũng có nhiêu đâu tao đi qua đó một mình cũng được mà thôi kệ cứ để con đi cho quen việc Sắp tới con phải chạy hàng đều cho hai hợp đồng con mới ký được à, Hồi xưa có con Hạnh nó ở đây Độ tầm ăn gỏi Một tay nó lo hai dâu Đợt này nếu hàng về nhiều Chắc phải kiêm thêm đưa nào phụ bà Tư Hường Chứ mình bà lo sao sẽ Giờ con bắt tay vào quản lý xưởng Thì coi như mọi việc mới bắt đầu Khâu nào cần thợ thì con mới kêu ừ, ừ. Còn mấy cái mà cán đáng được á thì con tự làm cho đỡ phần chi phí thôi được rồi nếu bay đã nói vậy á thì vô thay đồ đi dạ yeah. à. ờ <laughs> thằng nhỏ nó hăng hái vậy không biết chuyện lụa là sắp tới có sống nội với đám tơ ni lông của trung quốc không nữa <laughs>